Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo phân tích của Phó Giám đốc Đài Khí tượng Trung ương Trần Đào, lượng mưa lớn ở miền Nam năm nay đến sớm và duy trì ổn định trong thời gian dài ở miền Nam Trung Quốc. Điều này có liên quan đến hệ thống áp thấp hoạt động mạnh ở phía Bắc. Quá trình mưa lũ đợt này thể hiện 3 đặc điểm nổi bật. Một là biên độ mưa rộng, cường độ lớn, thời gian kéo dài. Thứ hai là lũ đến nhanh, lên nhanh và có cường độ lớn. Thứ ba là phạm vi thiên tai rộng, thiên tai nghiêm trọng, tổn thất lớn. Trước ngày Chủ nhật, vành đai mưa chính của Trung Quốc nằm ở Giang Nam, Nam Trung Quốc và phần phía đông của lưu vực Tứ Xuyên, Quý Châu và Nam Vân Nam, sau đó vành đai mưa chính sẽ di chuyển về phía Bắc. Đài quan sát khí tượng Trung ương thông báo rằng, từ ngày thứ Năm, khu vực phía Nam sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn mới từ Tây sang Đông. Sự chồng chất của đợt mưa lớn này với quá trình mưa lớn kéo dài liên tục vào cuối tháng 4 vừa qua sẽ càng làm tăng thêm sức tàn phá của lũ và làm cho tình hình phòng chống lũ của cả nước càng thêm gay gắt. Công tác phòng chống lũ lụt quốc gia bước vào thời điểm quan trọng. Kể từ mùa lũ, các vùng phía Tây Nam và phía Đông của đất nước, miền Nam Trung Quốc, Giang Nam và các khu vực ven biển của Chiết Giang và Phúc Kiến đã trải qua những trận mưa lớn đến rất to. Mưa lớn liên tục đã gây ra lũ lụt ở trên mức cảnh báo ở một số dòng chính và nhánh của sông Dương Tử, sông Châu Giang, sông Tây Giang, sông Dân Giang và các lưu vực sông khác. Hiện tại, mưa lớn đã tấn công 23 tỉnh trên cả nước với hơn 41 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 245 người chết và mất tích, hơn 122.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế 29 tỷ nhân dân tệ. Người phụ trách văn phòng quốc phòng cho biết, sau trận lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc vào cuối tháng 4, kể từ ngày thứ Bảy vừa qua, lưu vực sông Dương Tử và sông Châu Giang có lượng mưa lớn hơn từ Tây sang Đông, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Trong đợt mưa lớn này, 14 tỉnh bao gồm Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến đã bị lũ lụt. Qua phân tích từ cơ sở dữ liệu quan trắc được cho thấy, quá trình mưa lũ đợt này thể hiện 3 đặc điểm nổi bật. Một là biên độ mưa rộng, cường độ lớn và thời gian kéo dài. Thứ hai là lũ đến nhanh, lên nhanh và có cường độ lớn. Thứ ba là phạm vi thiên tai rộng, thiên tai nghiêm trọng, tổn thất lớn. Theo phân tích của Phó Giám đốc Đài Khí tượng Trung ương Trần Đào, lượng mưa lớn ở miền Nam năm nay đến sớm và duy trì ổn định trong thời gian dài ở miền Nam Trung Quốc. Điều này liên quan đến hệ thống áp thấp hoạt động ở phía Bắc. Từ cuối tháng 4, không khí lạnh từ phía Bắc và không khí nóng ẩm từ biển tiếp tục hội tụ về phía Nam Trung Quốc, hình thành quá trình mưa lớn liên tục. 10 ngày đầu tháng này, gió mùa Tây Nam bước vào giai đoạn hoạt động mạnh, đồng thời áp cao cận nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng bắt đầu mở rộng về phía Tây và Bắc. Do ảnh hưởng bởi hai hệ thống nhiệt đới này, không khí nóng ẩm mạnh từ biển kéo dài về phía Bắc từ miền Nam Trung Quốc đến khu vực Giang Nam gây ra sự hợp lưu của không khí lạnh và ấm ở khu vực Giang Nam tạo thành mưa lớn liên tục. Vào giữa tháng này, khu vực hợp lưu của không khí lạnh và ấm sẽ di chuyển từ Trung và Hạ lưu sông Dương Tử đến Nam Trung Quốc. Khu vực phía Nam sẽ có mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh. Ủy ban Quốc phòng nhấn mạnh, tình hình thời tiết chung tại Trung Quốc năm nay có diễn biến khác thường. Tình hình chống lũ trên các sông chính không khả quan. Trước tình hình lũ lớn, Bộ Quốc phòng đã khẩn cấp triển khai ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ cấp 4 trong ngày hôm qua. Trong vài ngày tới, công tác ứng phó khẩn cấp chống lũ liên tục được nâng cấp lên cấp độ 2, điều kiện lũ lớn là đơn đặt hàng. Khi mưa lớn và lũ lụt ập đến, nhiều nơi đã nhanh chóng triển khai công tác chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Sáng ngày hôm qua, Quảng Tây tổ chức hội nghị truyền hình khẩn cấp về phòng chống lũ lụt. Khu vực này đã cử 11 tổ công tác và nhóm chuyên gia đến tuyến đầu chống lũ và cứu hộ khẩn cấp. Hiện nay, tổng số 200.000 cán bộ và nhân dân trong vùng đã tham gia chống lũ và ứng cứu khẩn cấp. 90.000 người đã được di rời trước, 14.000 người đã được cứu hộ. Vào chiều ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo chính của Quảng Đông của tỉnh đã triển khai công việc kiểm soát lũ lụt. Trong vài ngày qua, một nhóm quân đội của quân khu Quảng Châu đã cử hơn 2.300 sĩ quan và binh lính, mang theo hơn 140 chiếc thuyền xung kích đến tuyến đầu chống lũ lụt để cứu trợ thiên tai. Chỉ riêng tại hai thị trấn Đạm Thủy và Khâu Xương ở thành phố Huệ Châu, các quan chức và binh lính cứu hộ thiên tai đã khẩn trương sơ tán gần 23.000 người dân bị lũ bao vây. Trong hai ngày qua, tại huyện Dương Sóc, Quảng Tây, nơi lũ lụt nghiêm trọng, lính cứu hỏa chèo bè tre nhỏ qua lại giữa lũ và đất liền để giải cứu khách du lịch và người dân bị mắc kẹt. Sáng qua, tại một chi nhánh ngân hàng,
trên phố Tây quận Lỵ, nhân viên bị mắc kẹt đã tá hỏa nhìn các chiến sĩ chỉ vào chiếc máy rút tiền ATM ngâm trong nước như thể người thân và hét lên: "Vẫn còn 600.000 tệ tiền mặt." Các quan binh lập tức tổ chức nhân sự bố trí bè tre, lính canh, khuân vác số tiền khổng lồ nhanh chóng được chuyển đi an toàn. Theo bản tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt mưa lớn mới ở khu vực Nam Bộ bắt đầu từ ngày mai sẽ kéo dài đến khoảng 4 ngày tới. Do phần lớn đất đai ở Nam Bộ đã bão hòa nước, mực nước tại các sông hồ chứa nước đang dâng nhanh, tình hình trong lũ càng trở nên gay gắt. Văn phòng Quốc phòng cho biết, hiện nay hầu hết các vùng trên cả nước đã dần bước vào mùa lũ chính vụ. Các cơ quan khí tượng thủy văn liên quan đã nhắc nhở các địa phương tập trung phòng chống, hạn chế thiệt hại do mưa lũ, bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp. Theo dự báo của Cục Khí tượng, sông Hoàng Hà có thể xảy ra lũ lớn trong mùa lũ năm nay. Khu vực mưa chính ở lưu vực sông Hoàng Hà trong mùa lũ năm nay phân bố ở khu vực bên dưới Tam Môn Hiệp. Lượng mưa cao hơn bình thường hàng năm từ 30-60%. Khu vực này chỉ bao phủ khu vực mưa lớn giữa Tam Môn Hiệp và Hoa Nguyên Khẩu trên sông Hoàng Hà. Để đối phó với mưa lũ liên tục ở phía Nam, Văn phòng Quốc phòng cho biết bước tiếp theo trước tiên sẽ là tăng cường kiểm tra, bảo vệ và cứu hộ các kè sông lớn như sông Tây Giang, sông Tương Giang và sông Cẩm Giang để đảm bảo an toàn các tuyến kè sung yếu. Thứ hai, chúng ta phải tăng cường công tác điều tiết khoa học đối với các hồ chứa, phát huy vai trò của một số hồ chứa lớn trong việc cắt lũ, dịch chuyển đỉnh lũ. Thứ ba, tuân thủ nguyên tắc hướng tới con người, luôn đặt việc giảm thiểu và tránh thương vong lên hàng đầu. Theo báo cáo, nhà nước sẽ củng cố hệ thống trách nhiệm của giám đốc điều hành địa phương và thiết lập một hệ thống trách nhiệm hợp lý về an toàn hồ chứa trong mùa lũ. Trước đó 2 ngày, Bộ Quốc phòng và Bộ Giám sát đã cùng nhau thông báo danh sách những người chịu trách nhiệm trong lũ của các dự án kiểm soát lũ lớn trên cả nước. Mưa xối xả liên tục kể từ ngày đầu tuần đã gây ra thảm họa nghiêm trọng ở nhiều vùng khác nhau của Giang Tây và dân số bị ảnh hưởng đã tăng lên 4,17 triệu người. Trong vài ngày tới, Giang Tây sẽ có một trận mưa nữa nhưng cường độ đã yếu đi. Tỉnh Giang Tây đã điều chỉnh ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt từ cấp 2 lên cấp 3. Nhưng hàng trăm nghìn nhân viên cứu lũ vẫn đang ở tuyến đầu để ngăn lũ mới tràn về. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ An Hán tỉnh Giang Tây, theo thống kê sơ bộ, từ ngày thứ 2 đến 17 giờ chiều thứ Năm, 4,17 triệu người tại 635 thị trấn thuộc 71 huyện của tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp thiệt hại là 3,73 tỷ nhân dân tệ. Tổng cộng 21.000 nhân viên cứu hộ lũ lụt đã được huy động, 14.000 người đã được chuyển đi và 12.000 người đã được cứu bởi lũ lụt. Được biết, từ 2 ngày qua trên toàn tỉnh Giang Tây, chủ yếu ở phía Nam có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to, trung lưu sông Gan Giang, Trương Thủy, Công Thủy, Đào Giang và thượng lưu sông Trường Giang liên tiếp vượt mực nước cảnh báo. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ chiều tối ngày hôm kia đến ngày hôm nay, ở Giang Tây lại xuất hiện một đợt mưa rào, có nơi mưa dông lớn cục bộ. Từ đến ngày hôm nay, những trận mưa xối xả liên tục đã khiến 134 tuyến đường cao tốc ở Quảng Tây bị gián đoạn giao thông, 22 cây cầu bị hư hỏng, 469 cống bị hư hỏng, nhiều diện tích mặt đường, nền đường và công trình phòng hộ bị hư hỏng. Từ cuối tháng 4, một số khu vực của Quảng Tây đã xảy ra một đợt mưa dông tương đối lớn. Đặc biệt, từ 2 ngày nay, Quảng Tây xảy ra mưa dông với biên độ lớn nhất, cường độ mạnh nhất, thời gian mưa kéo dài kể từ đầu mùa lũ, dẫn đến các thảm họa như sạt lở đất, lũ quét, mực nước sông dâng cao tại các con sông, cơ sở hạ tầng đường bộ ở nhiều thành phố và quận như Nam Ninh, Liễu Châu và Quế Lâm đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Kè sông Đại Đạo Sung ở thị trấn Thường Châu, huyện Thường Châu, ngoại ô thành phố Ngô Châu, Quảng Tây bị vỡ vào sáng sớm ngày thứ Năm, lúc 19 giờ tối. Tuyến phòng thủ thứ hai sửa chữa tạm thời đã không thể ngăn lũ xung quanh làng Long Hóa. Khoảng 10.000 ha đất nông nghiệp bị ngập lụt, hiện hơn 3.000 người đã được sơ tán khẩn cấp, không xảy ra sập nhà hay thương vong. Từ 23 giờ đêm ngày thứ Tư đến 9 giờ sáng ngày thứ Năm, khu vực nội thành Trùng Khánh có mưa lớn. Lượng mưa tại khu vực Sa Bình Bá của Trùng Khánh lên tới 210mm, khiến một số ngôi nhà bị ngập, một số tuyến đường bị gián đoạn, 4 hồ chứa nước tràn bờ. Sau khi hứng chịu trận mưa lớn, toàn quận Sa Bình Bá đã huy động khẩn cấp và ngay lập tức đưa ra kế hoạch khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 4. Tất cả các đường phố, thị trấn và các phòng ban liên quan đồng loạt đưa ra các phương án phòng chống lũ lụt tương ứng để nhanh chóng di chuyển và tái định cư cho những người dân bị ảnh hưởng. Tính đến sáng ngày thứ Năm, 50 chiếc lều và 200 bộ quần áo đã được tổ chức
để giải quyết tạm thời cho những người bị ảnh hưởng. Và khoản trợ cấp 30 nhân dân tệ mỗi người mỗi ngày đã được phân phát cho những người bị ảnh hưởng. Các bộ phận liên quan đã nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra thảm họa kiểu lưới kéo, tập trung điều tra các khu vực bị ảnh hưởng nặng, vùng trũng thấp, khu vực bị ảnh hưởng động đất, cầu đường, nhà rột nát, trường tiểu học, trung học cơ sở, quan trắc 24/24 giờ đối với từng hồ chứa, ao hồ trên núi và nguồn nước tại các hồ chứa trong các khu vực trọng yếu, khu vực nguy hiểm được thiết lập cảnh báo, phát hiện nguy hiểm để xử lý kịp thời. Theo các báo cáo, thời gian qua Quảng Đông liên tục hứng chịu mưa lớn đến mưa xối xả, dông lốc và gió giật mạnh cũng xảy ra ở một số khu vực. Một số khu vực đã bị ảnh hưởng. Tính đến 16 giờ ngày thứ Năm, toàn tỉnh có tổng cộng 5,96 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó có 26 người chết, 18 người mất tích. Mưa lớn còn làm sập 4.900 ngôi nhà. Thiệu Quan, Huệ Châu, Đông Quan, Thâm Quyến và các thành phố khác ở Quảng Đông bị ảnh hưởng nặng nề. Vào ngày thứ Năm, một số khu đô thị Nhạc Xương và Thiệu Quan từng bị ngập lụt do đỉnh lũ ở sông Bắc Giang đã rút. Hiện các địa phương đang đẩy mạnh công tác nạo vét đường, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Đỉnh lũ của sông Bắc Giang đã vượt qua dự án bảo tồn nước Phi Lai Hạ ở Quảng Đông một cách an toàn vào hôm thứ Năm và áp lực kiểm soát lũ của sông Bắc Giang đã giảm bớt. Đỉnh lũ của sông Tây Giang đi qua thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông vào cùng ngày và thành phố Triệu Khánh đã đưa ra ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ 3 cấp. Được biết, vào tối cùng ngày, đỉnh lũ đã vượt qua các quận Phượng Hải và Đức Khánh ở Triệu Khánh. Ngoại trừ một số con đường trũng thấp bị ngập, đoạn Triệu Khánh của sông Tây Giang bờ kè sông không có mối nguy hiểm nào. Thưa quý vị, lượng mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã gây ra thảm họa lũ lụt lớn tại thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, nằm ở thượng nguồn sông Tương Giang. Dân số thành phố bị ảnh hưởng lên tới 2,065 triệu người và hôm thứ Năm, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam đã tổ chức một hội nghị về phòng chống lũ lụt để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt ở nhiều nơi nhằm đáp ứng đợt mưa lớn mới từ ngày thứ Sáu đến ngày Chủ nhật và đỉnh lũ tiếp theo ở thượng lưu sông Tương Giang. Trước đó, toàn thành phố Vĩnh Châu hứng chịu mưa to đến rất to, xảy ra mưa xối xả cục bộ. Nhờ được cảnh báo sớm và làm việc tích cực của chính quyền địa phương các cấp, hơn 280.000 người đã được di dời và tái định cư khẩn cấp. Mưa lớn không gây thương vong, hồ chứa và đập không bị vỡ, nhưng thiên tai đã gây ra thiệt hại nặng nề. Tất cả 13 quận và huyện trong thành phố đều bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Hai khu đô thị và 7 thị trấn của quận bị ngập lụt. Hơn 60.000 ngôi nhà trong thành phố bị hư hại, trong đó có 15.558 ngôi nhà của 4.966 hộ gia đình bị sập. Dự báo thời tiết cho thấy sẽ có mưa to đến rất to ở phía Nam Sơn Nam trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.